Thưa quý vị, chính phủ Trung Quốc vừa ban hành quy định áp thuế mới đối với các dòng siêu xe nhập khẩu vào nước này. Theo đó, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12, thuế nhập khẩu các dòng siêu xe đều tăng thêm 10%. Theo công bố mới đây của chính phủ Trung Quốc, thì kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2016 trở đi, siêu xe có giá từ 190.000 đô la Mỹ trở lên như là Lamborghini hay là Ferrari đều bị áp thuế tăng thêm 10% khi nhập khẩu vào nước này. Đây là động thái mới nhất của chính quyền Bắc Kinh nhằm đẩy lùi tình trạng tham nhũng, hối lộ và kêu gọi tinh thần tiết kiệm trong giới nhà giàu, dù là doanh nhân hay cán bộ viên chức nhà nước. Trên thực tế, thuế nhập khẩu xe hơi nói chung vào Trung Quốc đã luôn ở mức cao trong thời gian qua, với mức áp thuế là 25%. Việc tăng thuế nhập khẩu đối với xe ngoại, đặc biệt là các dòng xe sang, còn xuất phát từ mục tiêu hạn chế sự áp đảo của xe ngoại và góp phần tăng tính cạnh tranh cho những dòng xe sản xuất nội địa trên thị trường. Theo báo cáo của Hải quan Trung Quốc, thì những dòng siêu xe như là Ferrari của Ý đã có doanh số tăng mạnh đến 26% trong quý 2 vừa qua. Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini hay một số sản phẩm tấp đầu của Mercedes đang là sự lựa chọn phổ biến của giới nhà giàu Trung Quốc nhằm xây dựng hình ảnh quyền lực của mình, bất chấp cuộc chiến gay gắt của chính phủ đối với nạn tham nhũng tại nước này. Trước quyết định của chính phủ, thì những nhà phân phối các dòng siêu xe tại Trung Quốc cho biết họ đã làm việc xuyên đêm trong ngày 30 tháng 11 để nhận những đơn hàng cuối cùng trước khi quyết định áp thuế mới chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12.